Trận đấu đã bắt đầu. Trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn. Và cảm phá rất gọn. Cản phá rất đúng lúc. Tình huống khá nguy hiểm. Quý vị, phút thứ 16 của trận đấu. Số của trận đấu đang là 1-0. Đã có một pha phản lỗi. Rất nguy hiểm. Pha bóng ra kịp thời. Trọng tài đã thổi phạt. Hiệp thi đấu đầu tiên đang ở phút thứ 30. Rất nguy hiểm. Dứt điểm. Sút tiếp. Wow! Và dứt điểm rất đẹp. Một bàn thắng bằng đầu rất ấn. Tỷ số của trận đấu đang là 1-1. Rất hay. Và cản phá dứt khoát. Thời gian hiệp 1 của trận đấu không còn nhiều. Sút bóng. Wow! Và dứt điểm rất đẹp. Và ghi bàn rất đẹp. Tỷ số đang là 2-1. Sẽ có 2 phút bù giờ. Trọng tài đã nổi còi kết thúc một trận đấu.